Mày ơi. Má ba ra rước mày. Cái nhà, trong nhà. Lát chị gọt ngang cái xài cho má ăn cơm. Rồi. Ăn của thằng mẹ. Không có cái đèn lên. Bà cố bật đèn hay không bật đèn cũng vậy rồi. Phải đi phải bấm đàng hoàng lắm. Cô Phương Nhân Anh, đây cho đút vô đây. Cứ đi giết mẹ đâu ta, đi giết mẹ nha. Ở trong buồn cái đống à. Bà thấy trắng trắng gặp tao sổ. Còn kia đây không thấy giường. Chợ con có gì không? Dạ không. Con đây nè. Con đây nè. Con đưa sinh nhà đây nè. Con đây nè. Con thấy không? Con đây nè. Nó cổng nó bấu xuống sợ là mũ bệnh. Đi lên đây nhà người ta đám dỗ nó chở với dám ăn 40 ngàn. Ở đây ăn có 20 ngàn không có thêm. Dạ. Mà lên trẻ nhỏ ra ăn 40. Mà mai hôm ngoại đem thiếu tiền ngoại đem có 25 ngàn à. Chào năm. Nhỏ nó ngủ nè. Ừ. Mẹ già trời con ngồi với em ra đây. Em bao nhiêu là mà con chưa rời về. Về rồi nè. Nè nó ngủ nè nè. Đây nè, nhỏ cho em ngủ nè con. Nhỏ nè. Chị lấy cái lá mơ thịt nhé. Rồi có lá chẳng nữa. Mua đem về hả? Dạ. Nó ăn bánh xèo tưởng nó mới bị đổ. Nè bánh xèo nè. Chị cuốn miếng mắm, chị cuốn cho nó đi. Cuốn rồi, chấm nè. Thêm ra. Chấm nó mấy cái nhắc mà con cuốn thêm. Rồi răng đồ ăn ta. Răng đồ ăn ta. Ăn vậy hai con sắt bỏ vô chén mẹ ăn. Bỏ vô chén. Nè, để nó đi. Để nó đi. Người cười. Sao xé? Cắt nhuyễn đi, cắt ra nhuyễn nè. Không có rau, ăn bỏ. Rau ăn đi hết, không hết bỏ. Nó dễ ăn ghê không? Ngon không? Công nhận kinh... có ăn mạch tôm. Công nhận kinh sư được cái mạch sơ lạ lớn giống như vậy. Sao giống vậy? Một bịch cái bịch nữa, cái tôm bạc á. À, nói gì ba giống ngoại hả? Rồi cái ai tới cái nói chuyện cái ngủ. Nói rêu rêu cái ngủ luôn không ai? Bà Chính hôm qua. Ừ. Cái má nói vậy nè. Ngán sợ. Giờ Chính hỏi giờ chị ăn gì, con thèm gì không? Má nói, ba tôi về, tôi biểu nó mua thịt. Ba rọi rồi nó luộc, nó nêm làm và nó sát mỏng mỏng vậy nè. Rồi nước mắm đi rau thơm chắc nhuyễn để vô tôi ăn. Cái bà bộ thèm hả? Ai biết mà hỏi tôi cái muốn ăn gì tôi chẳng nói. Thì hỏi muốn ăn gì thì người ta nói. Còn bà hỏi tôi chẳng nói. Có ba tôi về. Thì nhờ Chính nói gì cũng phải cũng đúng đó hả? Ừ, còn thằng nhắc nó không biết nó chắc á. Bây giờ gì nè. Sắc dày. Dày quá ăn không được. Được chưa? Thôi ăn đi. Rồi cái gì chứ? Biết rồi. Biết là ăn lạc không thêm nước mắm. Lạc không? Được không? Nước mắm ngon lắm, nước mắm đậm đồ ăn dữ ha. Ăn dữ quá. Vậy chị ba sợ về không có đồ ăn. Vậy thôi chứ, ra Út nuôi vậy thôi chứ. Vậy thôi chứ, có tiền đưa cho ra Út hết cũng được. Đừng đưa ai đó. Bà Chính đi đám giỗ sợ lớn rồi. Thấy cái kèo ngon quá, mua cái bữa kèo nuôi mua 3. Sao về đây không nói chuyện mình, nói chuyện bà Chính quậy vậy trời. Cái chuyện làm sớm cho mình biết để mình là không có biết làm sớm. Lâu ngày về không cập nhật thông tin và làm sớm. Dạ coi Chính đi. Dạ, dạ coi Chính đi đám đi. Tiền nó mẹ cho rồi đi. Phụ tiền nó ăn phụ tiền ai mua gì mua vậy cái rồi thùng bia tiền. Dạ bia thì ai cũng mua bia đầy nhóc. Ngọt thì thấy nó cũng kỳ. Ôi gạo đâu chất chứa quá trời ta. Đâu phải. Dạ. Tưởng gạo đâu nhiều đi. Nó luôn đi áo chị. Thì ba về chơi ở ngoại được mấy bữa? Chưa biết hên chưa. Chưa hả? Nè bánh cam nè. Ngon lắm. Vậy lắc quen. Dạ con mua về cho ngoại nè, bây giờ con rước. Cái mềm mềm nào? Giờ bán mẹ ăn chứ? Có. Không mua cho ngoại. Nè, có. Ngoại ăn cái được nè. Không ăn hả ngoại? Nè để đây nghe. Lắc ngoại ăn nha. Lúc ngoại ăn nghe. No quá rồi, chút ăn. Giờ mẹ ăn chứ con. Dạ có rồi. Em con khiếu khỏe hả con? Dạ. Trên ca mấy đứa đồ khỏe hết. Dạ khỏe. Xíu mắt ở nhà làm lập xưởng.
mất nhà làm lạp xưởng. Dạ. Nay họ có làm không? Dạ có, chiều. Má con với con gì thông ngoại chừng nào gì bé? Dạ chút nữa. Dạ cháu ngoại chút. Nên thi về. Còn người ta ở đây hả? Dạ. Con không biết. Hỏi gì ba chứ sao con biết. Sao con dám nói. Làm mứt chưa? Làm mứt chưa? Làm mứt Tết chưa? Với ngành Tết đây. Làm mứt chưa? Chưa. Làm bánh mứt chưa? Trời đất. Thấy đường đâu làm mày nói. Giỏi lắm mà. Hồi đó mỗi năm ngoại làm mà. Thấy đường thấy xá gì thường làm. Đi còn nhắc mày mặt trời này. Đi con dắt nó mặt trời. Đi con dắt nó mặt trời đi. Cái buồn cái ca hai câu vậy đây. Ngồi buồn nhớ mẹ thở chưa, miệng nhai con muốn lưỡi lừa cá thương. Mỗi lần ăn cá mắt thương, nằm đêm mà nhớ mà thương mẹ mình. Cái ao cá đặt lên, tôm đặt lên với ao á. Dạ. Rồi chị cái ao là cái ao của cá tôm. Nên là gì ba gì má mẹ gì đó vậy. Chị ba đó lấy chồng là bao nhiêu tuổi vậy ba? 20. 19 năm hỏi 20. Là về Phước Ti luôn á hả? Chưa, về đi ở ba đứa con mới về Phước Ti. Ủa? Về ở đâu? Ở ngoài trời, ở đi ở cái trại ghe hả? Ừ, trại ghe ngoài á, ở đi ngoài. Rồi nó mua dừa mua đồ đó với em mua con cua 100 ngàn. Rồi cái má nó vô cho con 500 ngàn. Cái má nó con còn lấy đi con, lấy em mua đồ ăn. Con cua 100. Nó đi đám giỗ nữa 200 rồi. Đi giỗ 200. Đi giỗ 200 rồi. Giỗ nó mới đổi con nè, đi 200. Má mới đi phụ tiền, tiền nó má cho đó. Tiền nó mua cua là tiền nó. Rồi má cho 500. Má cho 500. Má ế quá trời luôn. Má chạy xe ế quá trời luôn. Ế. Cái đó mẹ có tiền, mẹ có tiền mà đưa cho nó mua đồ ăn cũng được, mà của mình có mẹ với nó thôi. Là còn ai kệ họ. Chứ ngoại có đi đâu đâu mà đưa tiền cho mua đồ ăn. Cái nước quá rẻ, thúi luôn. Bữa nào cũng khỏi, người ta đánh giải, người ta mình sẵn mà không nổi bụng thôi. Cắt kỵ rồi, mà 20 ngàn ký mà cá bự bự gì đó. Nó nói, hai nó nói thấy cá mập với chị. Nó cũng giống, đậu à, giống như em chị vậy. Thấy ham mà nó cho chứ ai ăn gì hết chỗ đó. Vậy cứ về chị em về cái gấp cho nghiệp con. À, cho nghiệp con. Cũng từ nghiệp vậy đó. Mà thấy không chị nói với tụi nó chị nói chứ tao cũng thương cậu mày vậy lắm. Từ nghiệp ai mà lo, trai à. Mà ở tại Vinh về mua mấy cành nước mắm cho lít lít. Làm như trên không có nước mắm vậy. Mà cũng có cái gì để cho vậy đó, để cho. Má biểu ăn phụ đi. Vậy ba giống ngoại á, cái mặt tròn mà. Giống y chang luôn. Nhưng mà sao hồi đó ngoại ốm, hồi lúc đám cưới Diệu Khanh á, nhìn ngoại nhìn gì mười nhở á, giống ngoại lúc đó đó, giống vậy lắm. Mà sao giờ hai mặt giống quá trời. Dạ thì dì ba giống ngoại. Thì đâu? Con. Dạ con. Nó ngoại đẹp quá, nó quay hoài đó. Nó nói chị ba với má ngại lấy sao giống quá trời. Ngại già giống quá. Dạ. Giống mà đến nỗi nha, thứ ba ha. Dạ. Chồng chết 47. Dạ. Giống cái kỳ đó. Ta giống gì đâu. Còn ta nói chuyện cái nằm ngủ, ta thức ngủ, ta đi về. Cái gì vậy? Cười gắt ở ngoài ra. Cút lắm con. Dạ. Trời ơi, cười răng hết sức là nhướng lên mà nhướng không nổi nè. Nó kéo xuống. Ta về rồi. Ta về. Ngoại thích vậy đó. Ngoại nói nhắm mắt để đó chứ đâu ngủ đâu. Mà thứ ba rồi chồng chết lúc 47 tuổi. 47 tuổi, y chang luôn, y chang cái vụ 47. Em 47 tuổi em mén y chang. Cái đứa hú hồn. 47 tuổi em ngủ xém chết á. Đó, đó. Kỳ đó xém chết á. Chị anh làm lúa nhiều không vậy bác? Vì bác còn 25 sào của của anh Thống với anh Bình là người 10 sào đó. Không ai mặn gì bác. Ủa, con nhớ xưa ruộng nhiều lắm mà. Ruộng nhiều chia hết. À chia hết rồi hả?
Con nhớ Phước Ti là ruộng dữ dằn lắm. Mấy người kia. Dạ. Như Bắc Năm ba số đòn rồi đó. Dạ. Tại người ta dở quan đó con. À dạ. Dở quan đồ. Còn người dựng ba chạy giặt thôi mà đâu có. Không mắm đá gì. Dạ. Ở với ba con khỏe khoát hết thôi. Dạ, ở nhà với khỏe mà ngoại. Tên đéo ba về nữa mà. Út ba cũng sắp xếp Út ba về đây, Út 13 sẽ về. Về đây nè. Chừng nào nó về? Từng đó. Từng này thứ 7 nè. Không vậy. Nhớ ba về mừng. Nhớ về Út không? Nhớ về Út 13 không? Hả? Nhớ về Út 13 không? Nhớ về Út 13 không? Thôi chế để đó chứ. Để nó lo mà ăn chứ. Dạ. Vậy thì ba ở lại chơi đi, thứ 7, ba có về rồi. Nay thứ 3. Trời, nay ngoại có đi hàng xóm chơi không? Có qua hàng xóm không? Ngoại hả? Dạ. Đâu thấy được đi. Không đi hả? Ở nhà không hả? Hôm nay xuống bà chín hai lần. Dạ. À, thôi, nhắc dắt đi. À, phải có người dắt đi. Rồi, rồi về bà chín dắt xuống, ông chín dắt xuống. Dạ. Chuẩn bị ăn Tết chưa? quần áo gì chưa? Quần áo thiếu gì? Thiếu gì hả? Tiền. Tiền đâu có gì. Tiền Tết người ta cho ăn. Mọi năm ngoại chuẩn bị Tết rồi, năm nay không chuẩn bị Tết ráo hả? À, năm nay không chuẩn bị. À, đâu cũng phải chuẩn bị. Chuẩn bị gì? Chuẩn bị chút ít đặng đem về ông Út về đặng cúng ông cố bà cố. Dạ, ngoại chuẩn bị gì? Nước yến. Với nửa bánh này kia chừng trăm vài trăm vậy đó. Trà hả? Trà rượu. Trà. bánh in đó hả? Bánh in, bánh bía. Nói đừng có ngoài, đừng có ngoài nó yến. Bánh in cũng được. Dạ. Bánh bía. Cũng bánh in là đàn bà cố ăn chay. Mẹ dặn ngoại á là chỉ mua trà thôi, đừng mua nước yến. Trà bánh thôi, đừng mua nước rồi. Yến. Có nước yến rồi. Đừng mua rồi luôn hả? Ở đâu có? À, cậu Tám gửi về và dạ. Uống cách rồi. Thôi ngoại uống đi. Thôi. Cúng á, là người ta cúng là trà, bánh. À. Chứ không có cúng nước yến. Nước yến là ngoại uống. Mua cho ngoại uống. À vậy hả? Dạ. Thôi đỡ cúng trà bánh. Dạ. Với bà ngoại. Cúng bà ngoại của ngoại ở ngoài ông bà gò á. Dạ. Cái bánh có trà. Cha mẹ ngoại là ông cố bà cố ơi, cậu ông chính á. Cũng hay có trà với cây bánh. Trà bánh đúng rồi, ngoại cúng trà bánh á, đừng có cúng nước yến. Nước yến là cậu Tám mua để ngoại uống, ngoại uống đi, cái đó không để cúng. À, dạ. Út khỏe hơn ngoại mà. À. Cứ cúng sao ăn, cúng trà bánh. Cúng là trà bánh á, Tết là cúng trà bánh. À. Dạ. Là để dành. Cậu Tám mua mà để dành để đem đi cúng. Trời ơi. Vậy cúng không được thôi. Ngoại để uống, cái đó để uống. À. Dạ. Đó ngoại á, bánh là mua bánh cái bánh bía đó. Ngoại mua bánh bía với trà. À, bánh bía. Mua bánh bía với trà. À. Dạ. À. Sao bệnh hả? Hả? Ngoại bệnh hả? Không có. Thấy nghẹt mũi. Dậy mũi 17 cái. À dạ, có chân bệnh. Lấy khăn trùm lại, quấn lại. Rồi bằng áo vô. Dạ. Đeo chứ. Rồi lấy khăn cổ. Dạ. Để hết rồi. Dạ. Giờ có má mày với gì ra về chạy mất hết rồi. Bệnh hết rồi không? Cậu Chính mang cái mít về nè. Ở đâu đây? Bên nhà cậu Tám á. Chính nút rồi. Dạ, bây giờ dì ba xẻ nó ra. Ngoại ăn mít không? Ăn một hai muối chơi vậy. Dạ rồi, chờ rồi, dì ba lấy đầu xẻ nghe. Lấy cái đồ để chín ngủ. Dạ. Dì ba chín cái ba. Lấy cái thau. Rồi ngoại nó đi, dì ba làm. Dạ. Mít ướt chắc là không lớn vậy hả? Này khô quá. Ở bể nào hết. Dạ. Má giờ này cà lăm quá chị. Ừ. Dạ, na ngoài nó cà lăm quá. Mít là mít dừa nè. Mít dừa không? Dừa là sao dì ba? Vàng hơi. Vàng hả? Nghệ em mới vàng dữ. Dạ. Màu thì nó không vàng lắm. Không, tôi lấy cho mồ hai tay vơi vơi. Không thấy được là đi kiếm bạch hả? Kiếm bạch.
nó chín rồi nó ít có ấy lắm nè. Ít mủ hả? Nó ít mủ. Dạ. Ừ. Sao muốn chảy rồng nữa? Nó phải chảy rồng rồng. Bà Tiên đã chạy quá buồn. Bà hết chạy chơi cho ai chơi. Ngày bà qua là rồi bữa trước bữa sau bà qua là hồi xưa ăn mà hụt bít luôn không bỏ này gì ba. Ừ. Để hấp cơm không có nhiều để luộc bỏ cho nồi cơm hấp hấp lửa ra quá. Tôi tốn gạo quá trời khổ mà hả má đi chợ lớn buôn bán hai luộc hụt bít gì luộc ăn chia đứa mấy hộp mấy hộp nhà mình giàu có vậy ha. Bánh mì nguội không con? Bánh mì nóng thì thí dụ ngàn ổ đi. Bánh mì nguội ngàn bốn ổ. Dữ vậy hả? À. Nguội bữa trước bữa sau đó. À ấy. Bánh mì đem về. Nhà con đâu người cho bánh mì nguội. Chú ruột đó. Dạ. Đâu có gì. Chú ruột đó ta bán rẻ đó. Ngoại không mua gì con cây gánh mà đòn ta giặt á. Dạ. Cho nên nè. Bà nội Nguyễn là nói một câu cái bà khóc luôn. Mua xài đó chị xui chứ tao không ăn vậy. Tao không ăn vậy. Xui được mày. Ăn rồi bánh cả gánh gì ăn được còn tao không có nào ngon tao. Đợi giờ nó biết nó sụt trước quá trời. Được cho ngọt rồi. Hay là tại nó chưa chưa chín. Không phải chị, không phải mùa mưa rất ngọt. Dạ, dạ. Mùa khô thì ăn được thì chín không ngọt. Dạ. Yeah. Con hành tay con gỡ gì đó luôn hả? Đâu có. Vậy hả? Ngoại con đông mà nhà nghèo mà nên là ngoại hồi đó mua tới sau này ngoại lớn tuổi rồi ngoại vẫn mua mẹ. Vẫn mua về giỏ giỏ vậy đó quen rồi. Tết đó là mua một giỏ cái gì dưa hấu mà mấy cái trái mà người ta dạt ra ngoại mua giỏ giỏ xách về quá trời. Dạ. Dạ. Kia như 10 ngàn ký này 5 ngàn. Dạ. Đi đám giỗ mua đó gọi là cái gì mà quên là cái ba cái rau củ quả đó. Hay. Lơ ghim. À ngoại đây hay mua rồi một đống lơ ghim về bỏ nhà. Gánh hai cái bội. Cái nồi của người ta Tết người ta mua chuyện hai nồi ăn thấy màu ngoại mua cái chút chút mà cái tổ mua gánh một đầu gánh chứ không có gánh rồi cái này cái kia nữa thành một gánh đồi vậy đó. Lúc mà đám cưới về Út 15 là lúc đó nhà vẫn còn rất khổ không à? Còn. Dạ thấy bao nhiêu khổ tới giờ cũng còn khổ nè. Giờ đỡ. Giờ cũng đâu có hết khổ đâu. Giờ đỡ. Tới giờ cũng chưa hết khổ nữa nè. Thấy ngoại lúc đó ôm nhôm thấy buồn thấy thương. Chị ba vô nhà mà dòm mấy cái quạt là biết nhà khổ hay không được. Đâu có ngọt hơn. Cái thằng là con này. À, đây rồi. Con này cái thằng à. Dạ. Mít không ngọt luôn ha. Dạ. Giờ kêu xe ba gác này em chở mình đã. Đi vào xe gì về xe đó hả? Thế bà càng vậy bà càng. Con nuôi con nít. Chị đưa nó miếng nhỏ. Này đứt này kinh không được. Vậy hả nó mít ăn đầu mà còn đuôi. Vậy Nga đi biết rồi. Không có cần cái đầu ngọt lắm mà tại cái mít này sao. Chứ người ta mới đúng một cái này ngọt lắm. Chắc là chín héo rồi, mày chín héo rồi. Vậy thì sao cho ai ăn sẽ nữa. Thôi. Dục là sao? Cắt cùi ra luôn đi. Không được. Không được. Lạc quá. Lạc thiệt. Cái đít còn được được hả Nam ha? Còn cái này ăn không được không? Bà dạy thì bắt cái quạt rồi đây. Tối vô chỗ nó đầm 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 bắt quạt rồi. Hãy hãy lệnh để tắt. Rồi ta khác ra kia rồi 8 giờ trời đánh vô. Rồi lại làm giống. Một chỗ, hai chỗ, ba chỗ, bốn chỗ. Thưa ngoại con về. Về hả? Dạ con về ăn cơm. Dạ rồi ngoại nghỉ trưa nha. Dạ. Em thích chưa? Dạ thích rồi.
Mình về thăm ngoại chút với má ba ha, với mẹ. Về tới giờ cơm mà về thôi. Rồi, hẹn gặp lại cả nhà mình ở video sau nha. Sơn Hà nãy giờ về ngủ không? Bye bye cô chú luôn. Thức dậy giờ bắt về đi. Chưa kịp chơi. Ngủ lâu quá mà. Vậy nè cô chú ơi. Rồi, cô chú nha. Cái ngày vậy nè cô chú ơi. Bye bye cô chú đi. Đứng dậy con, đứng dậy. Đứng dậy dậy con, thôi đứng dậy đi về. Ê, khỏe. Camera. Camera rồi, mà thấy rồi, mà thấy rồi. Đứng dậy đi về nè. Đứng dậy đi cho camera thấy nha. Đứng dậy. Ừ, kia như vậy đi, đứng dậy con. Ui, đứng dậy nè. Để thưa cố rồi vậy, nhanh. Đâu à? Để thưa cố nè. Không biết là về. Không biết là về. Đi. Đi về với nội. Trời nắng cho mát rồi về. Đấy. Đây.